rồi, lại đóng cá. Hi, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh Nhịp Sống Đông Bắc Vlog của Cường nhé. Hôm nay Cường tranh thủ đi đánh khai trương hồ Ngọc Anh. Chủ hồ đang chuẩn bị thả mồi cho các cần thủ. Đây. Mình đây một túi ốc đây. Chú Ngọc ơi, giúp cháu với nhá. Thằng áo đen, thằng áo đen. Chú cứ đổ giữa pha rồi cháu. Như ơi, mày khả năng mày đi đổ mồi cho anh Phát hộ anh đi. Ui, nó sắp sụp rồi. Hôm nay tổng số là 15 cân mọi người nhá. Tổng số 15 cân. 16. À 16 á. Hôm nay được tăng thêm một người. Đi chơi đã, cần có người canh mình đi chơi đã. Nhà nó là ở cái đéo gì ạ? Yên Linh. Ở Yên Linh. Chỗ cái ủy ban Bắc Cọp. Bắc Cọp ấy. Bố láo thật. Hôm nay thưa cần thế luôn, lại chết rồi. Ui, chép to à. Chuẩn luôn. 30 giây được. Đúng quá, nó cứ phi vào phi vào. Ê, chị ơi nhỉ. Quấn nổ phát sốt luôn. Mê, ba hai bác này. Hai bác vinh quang. Mạnh quá. Các bác nhả thính gì mà cá cứ quấn nổ như này, chết rồi. Ba con. Đẹp lắm. Quá đẹp luôn, cá này cá có khi lượt cá cũ ấy. Cá cũ hay cá mới ấy. Cá thì về gì đó, nó cứ phi vào phi. Là hộ anh Phát. Cho cá vào vợt. Úi, chưa nhả máy. Đã đuổi cá. Thì em có làm gì đâu. Đây nhà. Đang ngồi dưới chỗ cái lưng anh ơi. Báo đen cho ô số 10 tiếp. Lại hai anh em vinh quang. À chép cũ. Chép cũ. Chép cổ. Lệ nổi luôn. Ui sợ. Sợ nhờ con chép này to. Con chép này to. Dã man. Kệ, đã vào vợt. Đâu để tôi xuống. Thảo bẽ ngủ bây giờ. Nhanh đứt lưỡi đi.
Câu nó phải như thế. Vừa mới chạy ra ngắm phao về ngồi phát lại giật luôn rồi. Quả đây đứng sang bên này không này. Chạy cứt rồi. Chạy mà cũng được rồi nha. Vừa ra chạy cứt rồi. Tội hồ này. Con này cần cứt này. Bún ngon à? Con rồi. Không. Được không? Loại này cho tóc hơn một. Chết thả tua này đi. 4 lần về nữa. Tua gì cả. Cả một cái nghề thôi. Quá chuyên nghiệp. Cả một cái nghề thôi, hiểu không? Mẹ xuống rồi ơi. Đó đây. Ủa má xúc 4 con mà tuột cả vườn. Cái gì quá đẹp. Tôi nhận tay to, phải nhẹ quá. Để mà mình kiểu. Không biết lên cá chưa? Ui, vào vợt rồi. Nhanh quá. Không kịp à? Không kịp chưa. Anh Mạnh chơi mà. Đánh nhanh rút gọn quá. Hả? Anh Mạnh, chú chỉ cho đây. Chép khá to. Quả lưỡi đồng đuôi. Cá đi sát bờ, toàn những ổ gần bờ đông. Cá mới nó cũng chưa ấy. Khá to. Cũ. Alo, cũ thật to chưa? Con này to đấy. 7 cân. 7 cân. Ôi, lại đóng cá. Làm phát ư phát vào ngực, khổ ông anh quá. Không phải đen, chép thôi. Chép phòi củ. Làm phát ư. Anh ấy vụt mạnh quá, vụt đập. À. Ui, bé thôi, con này bé thôi. Hôm nay ổ bác này quấn quá rồi. Đẹp luôn. Đấy. 5 con rồi, còn 5 con. Gỡ mỗi lưỡi là đóng. Mới được nửa ca thôi. Vừa mới bấm một phát quay ra 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 bấm rồi. Mang cúp này vào đây mà. Tất cả người kia hả? Sợ bác. Con thứ 5. Báo cáo cho bác này, hôm nay ổ bác cuốn quá. Bác Hoàng Minh Quang. Ô số 10. Anh Thiệp đóng cá. Không trúng rồi. Đen luôn. Thu nhanh. Đỏ chấp đất. Vẫn luôn. Chết. Ui giời. Đen đẹp đẽ luôn. Thôi đỏ nhất bác này rồi. Đúng mồm luôn mà. Thế thì chịu rồi. Chảy có máu cùm này. Không đây. Chầm đen các bạn. Thế thì chịu rồi. Câu lục vừa thả cần mà bác đã móc luôn con chầm đen vào người. Vào miệng luôn ấy, không phải vào người, vào miệng. Con này nghĩ đã cân. 6 con. Phao đi chứ. Sáu con lôi phao luôn, nó kéo phao luôn. Sợ thật.
chúc mừng bác thôi, bây giờ chúc mừng bác thôi. Cứ bó từ từ anh ơi, cái này mình mắc ấy mà. Quá tuyệt vời luôn. Vẫn đóng cá. Chẹp. Bác này quá đỏ luôn, cá cuốn ổ sợ luôn. Vẫn hỗ trợ được bác bên cạnh lấy được quả phao với cái lưỡi. Ui. Tiếc ghê. Chép. Chép to. Ui giời. Đang xóa gì? Nhìn vậy. Lại va cá. Ui giời, cá chạy ghê chưa kìa. Ông vẫn chép. Nối phát là xúc vơn luôn. Ui giời. Ngang người. Chết. Vào vợt. Bác Hoàng hôm nay đẹp nhất rồi. Dạ. Gọi xe nào để chở cá chưa? À, em sáng dặn trước thằng bạn nhà rồi. Nhớ phải đánh con bán tải. Ai bảo bán tải hắn cái quả thùng xe thùng. Hắn quả xe thùng. Quả xe ben ấy. Quả xe ben. Đấy, bác này được 7 con cá rồi đây. Ba con đấy cho con người. Ôi, ba con thật đấy với tình trạng này ấy. Bác cho em qua đã. Không là móc quả lưỡi vào thì đúng là thôi rồi. Cả hồ không có ai lên cá mấy cá mà bác Hoàng vụt từ đầu trận cho đến cuối trận. Đến giờ vẫn chưa hết ổ luôn. Cá vẫn còn quấn, rất là quấn. Ok mọi người ơi, thì hiện tại là Cường Câu cũng sắp hết ca rồi. Mà buổi hôm nay thì cũng chỉ có ổ anh Hải ngồi số 10 này bên cạnh mình ấy, là được rất là nhiều cá các bạn ạ. Là gần như là gắp hết cả hồ luôn ấy hôm nay. Mà thời tiết thì bây giờ trời cũng đang chuẩn bị mưa to rồi, mây đen khá là dày. Nên là bây giờ Cường sẽ xin phép là quay đoạn kết luôn. Thì hôm nay Cường cũng không ba được em cá đâu cả mà ngồi chỉ nhìn mọi người đánh thôi. Hôm nay hầu như là hôm nay Cường chỉ nhìn mọi người đánh thôi. Đấy. Thì chắc là sẽ có dịp quay lại cái hồ Ngọc Anh để đánh lại lục một lần nữa. Cường sẽ nhường cho mọi người. Thì bác. Đúng rồi anh Hoàng nói đúng đấy. Mà em cũng đang nghĩ thế. Ok, thế thì mình xin phép dừng video tại đây. Mọi người xem thì hãy ủng hộ kênh giúp Cường. Xin tạm biệt tất cả mọi người.